Những dấu hiệu của một người vẫn còn nhớ người yêu cũ. Các bạn hãy xem coi là xem crush của mình hay là xem người yêu hiện tại của mình có đang còn nhớ về người yêu cũ hay không nha. Điều số 1, đó chính là không được tự nhiên khi mà nhắc về người yêu cũ. Nói chung là có cái thái độ rất là kỳ lạ và nó không giống với những người bình thường. Nói chung là có thể những người bình thường thì có một số người ta cũng không thích nhắc về người yêu cũ đâu. Nhưng mà cái thái độ của những người còn nhớ về người yêu cũ khi mà nhắc về người yêu cũ nó có một cái gì đó rất là khác. Có đôi chút né tránh, có đôi chút giấu giếm, đó kiểu vậy đó. Nói chung là cảm giác nó kỳ lắm và mình tin là trực giác của bạn sẽ cảm nhận được. Dấu hiệu số 2, đó chính là có thái độ khó chịu hoặc là có một cái thái độ gì đó bất thường và hay kể lể về chuyện của người yêu cũ. Nói chung là cũng có thể kể với thái độ là anh hoặc là em chả nhớ gì còn về chuyện của người yêu cũ đâu, chả nhớ gì đâu, chỉ là kể vậy thôi. Nhưng mà không, nhớ thì mới kể chứ, quên là không kể rồi. Nhất là một mối quan hệ mà yêu nhau ấy, mà người đó họ cứ kể về người yêu cũ hoài. Anh với người yêu cũ từng như thế này, hoặc là em với người yêu cũ từng như thế kia. Mặc dù nó không biết là chuyện vui hay chuyện buồn, hay là không biết là kể giỡn hay kể thiệt, nhưng mà kể hoài, nhai đi nhai lại hoài là có vấn đề. Mình đã từng ở trong một cái mối quan hệ như vậy rồi và mình hiểu cái cảm giác đó. Và thực sự là kiểu trực giác của mình không hề sai mọi người. Điều số 3, đó chính là vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ. Thật ra cái này nó cũng không hẳn 100% như vậy, nhưng mà nó chiếm tầm khoảng 70% là còn yêu. Còn khoảng 30% là ngay từ đầu người ta cũng đã không có yêu người kia, cho nên là người ta vẫn có thể thoải mái làm bạn với người yêu cũ được. Tại vì mình cảm thấy như là làm bạn với người yêu cũ nó là một cái gì đó rất là kỳ. Chỉ có thể là ngay từ đầu các bạn không yêu nhau nhiều thì các bạn mới có thể thoải mái đối diện với nhau. Còn khi mà các bạn đã từng yêu nhau quá nhiều rồi, các bạn không thể nào mà thoải mái đối diện với lại người kia và làm bạn với lại người đó được đâu. Đó là cái trường hợp mà họ còn làm bạn với người yêu cũ thì các bạn nên xem xét thật kỹ nha.